phần đạo sĩ lõa thể điều học thứ nhất năm trăm hai mươi bảy vào lúc bấy giờ đức phật thế tôn ngự tại thành vesali mahavana giảng đường kutagara vào lúc bấy giờ có vật thật cứng phát sanh đến hội chúng khi ấy đại đức ananda đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này ananda như thế thì hãy cho bánh ngọt đến những người dùng vật thực thừa. Bạch Ngài xin dân Nghe theo lời Đức Thế Tôn, Đại Đức Ananda đã bảo những người dùng vật thực thừa ngồi xuống theo thứ tự, rồi trong lúc cho mỗi người một cái bánh ngọt, đã cho người nữ du sĩ ngoại đạo nọ hai cái bánh ngọt, nghĩ rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại đạo ý điều này vị sa môn ý là tình nhân của cô vị sa môn ý không phải là tình nhân của tôi vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái đến lần thứ nhì đại đức ananda trong lúc cho mỗi người một cái bánh ngọt đã cho chính nữ du sĩ ngoại đạo ý hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại đạo ý điều này vị sa môn ý là tình nhân của cô vị sa môn ý không phải là tình nhân của tôi vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái đến lần thứ ba đại đức ananda trong lúc cho mỗi người một cái bánh ngọt đã cho chính nữ du sĩ ngoại đạo ý hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại đạo ý điều này vị sa môn ấy là tình nhân của cô vị sa môn ấy không phải là tình nhân của tôi vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái tình nhân không phải là tình nhân các cô ấy đã cãi giả nhau có đạo sĩ lõa thể nọ đã đi đến nơi phân phát thực phẩm có vị tỳ khưu nọ sau khi nghiền cơm với nhiều bơ lỏng rồi đã cho người đạo sĩ lõa thể ấy một khối cơm lớn khi ấy người đạo sĩ lõa thể ấy đã cầm lấy khối cơm ấy rồi ra đi một đạo sĩ lõa thể khác đã nói với người đạo sĩ lõa thể ấy điều này này huynh đệ từ đâu ngươi đã có được khối cơm vậy này huynh đệ đã có được từ nơi phân phát thực phẩm của gia chủ đầu trọc tức là sa môn gotama ấy các nam cư sĩ đã nghe được cuộc nói chuyện này của những người đạo sĩ lọa thị ấy. Sau đó, các nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, những tu sĩ ngoại đạo này có ý muốn bôi nhọ Đức Phật, có ý muốn bôi nhọ giáo Pháp, có ý muốn bôi nhọ hội chúng bạch ngài tốt thay các ngài đại đức không nên tự tay cho đến các tu sĩ ngoại đạo khi ấy đức thế tôn đã chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho các nam cư sĩ ấy bằng bài pháp thoại sau đó các nam cư sĩ ấy khi đã được đức thế tôn chỉ dạy thức tỉnh khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng giai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại, đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm diệt trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu nào tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến đạo sĩ lọa thể hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội ba chi ưng đối trị năm trăm hai mươi tám vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy có giai cấp như vậy có tên như vậy có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên mười năm tỳ khưu mới tu dưới năm năm hoặc trung niên trên năm năm, vị ấy được gọi là vị nào? tỳ khưu, vị đi khất thực là tỳ khưu, vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu, vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bikhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu vị đã được tu lên bậc trên giới hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì là tỳ khưu ở đây vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên giới hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này đạo sĩ lõa thể nghĩa là bất cứ người lõa thể nào thành tựu pháp du sĩ. Nam du sĩ ngoại đạo, nghĩa là bất cứ người nam thành tựu pháp du sĩ, trừ ra tỳ khưu và sa di. Nữ du sĩ ngoại đạo, nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ, trừ ra tỳ khưu ni, dị ni tu tập sự và sa di ni. Vật thực cứng, nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, nước và tâm sữa răng. Phần còn lại gọi là vật thực cứng. Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực gồm có cơm, súp, bánh, cá, thịt. Cho Dị cho bằng thân hoặc bằng vật được gắn liền với thân hoặc bằng cách buông ra thì phạm tội bachitia ưng đối trị. 529 Tư sĩ ngoại đạo nhận biết là tu sĩ ngoại đạo dị tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội ba chi tia ưng đối trị tu sĩ ngoại đạo có sự hoài nghi dị tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội ba chi tia ưng đối trị tu sĩ ngoại đạo lầm tưởng không phải là tu sĩ ngoại đạo dị tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội ba chi ti ưng đối trị dị cho nước và tâm xỉa răng thì phạm tội dukata tác ác không phải là tu sĩ ngoại đạo lầm tưởng là tu sĩ ngoại đạo phạm tội dukata tác ác không phải là tu sĩ ngoại đạo có sự hoài nghi phạm tội dukata tác ác không phải là tu sĩ ngoại đạo nhận biết không phải là tu sĩ ngoại đạo thì vô tội. 530 Vị bảo người khác cho và không tự mình cho. Vị cho sau khi đã để gần bên. Vị cho giật thoa bên ngoài. Vị bị điên. Vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhất Điều học thứ nhì 531 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakaya, đã nói với vị tỳ khưu là đệ tử của người Anh điều này. Này Đại Đức, hãy đến, chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực. Sau khi bảo đừng bố thí cho vị ấy rồi đã đuổi đi, nói rằng: Này đại đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi, ta không được thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi mỗi một mình, ta còn có sự an lạc. Khi ấy, thời giờ đã cận, vị tỳ khưu ấy đã không thể đi khất thực. Khi đi trở về, vị ấy đã không có được phần phân chia về vật thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, Phi phán, chê bai rằng vì sao đại đức Ubananda, con trai dòng Sakaya, nói với vị tỳ khưu rằng: "Này đại đức, hãy đến, chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực sau khi bảo đừng bố thí cho vị ấy rồi lại đuổi đi sau đó các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này upananda nghe nói ngươi nói với vị tỳ khưu rằng này đại đức hãy đến chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực sau khi bảo đừng bố thí cho vị ấy rồi đuổi đi có đúng không vậy Bạch Thế Tôn đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi nói với vị tỳ khưu rằng Này Đại Đức, hãy đến, chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực. Sau khi bảo đừng bố thí cho vị ấy, rồi lại đuổi đi vậy. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách đại đức Upananda, con trai dòng Sakaya bằng nhiều phương thức, đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng, Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích. Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào nói với vị tỳ khưu như vậy: Này đại đức, hãy đến, chúng ta sẽ đi vào làng hoặc thị trấn để khất thực. Sau khi bảo bố thí hoặc bảo đừng bố thí cho vị ấy rồi đuổi đi, nói rằng: Này đại đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi mỗi một mình, ta còn có sự an lạc. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ý, không điều nào khác, thì phạm tội Bacitiya ưng đối trị. 532 Dị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận là tỳ khưu khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu hãy đi đến ehi bikhu vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu vị hiền thiện là tỳ khưu vị có thực chất là tỳ khưu vị thánh hữu học là tỳ khưu vị thánh vô học là tỳ khưu vị đã được tu lên bậc trên giới hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì là tỳ khưu ở đây vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên giới hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này vị tỳ khưu là vị tỳ khưu khác này đại đức hãy đến chúng ta sẽ đi vào làng hoặc thị trấn làng, thị trấn, thành phố, làng luôn cả thị trấn. Sau khi bảo bố thí cho vị ấy, sau khi bảo bố thí, súp hoặc bữa ăn, hoặc vật thực cứng, hoặc vật thực mềm. Bảo đừng bố thí, bảo đừng bố thí bất cứ vật gì. Đuổi đi, vị có ý định cười, có ý định đùa giỡn, có ý định ngồi ở chỗ kính đáo, có ý định hành xử sai nguyên tắc với người nữ rồi nói như vậy. Này Đại Đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi, ta không được thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi mỗi một mình, ta còn có sự an lạc. Dị đuổi đi, thì phạm tội Dukata, tác ác. Khi vị kia đang lìa khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe, Dị đuổi đi, phạm tội Dukata, tác ác. Khi vị kia đã lìa khỏi, Dị đuổi đi, phạm tội bacittiya ưng đối trị. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ý, không điều nào khác, không phải bất cứ nguyên nhân nào khác để đuổi đi. 533. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị đuổi đi thì phạm tội bacittiya ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi, vị đuổi đi thì phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Vị đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, Dị đuổi đi thì phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Dị đưa ra lời ám chỉ về tật xấu của vị kia thì phạm tội dukata tác ác. Dị đuổi đi người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukata tác ác. Vị đưa ra lời ám chỉ về tật xấu của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukata tác ác. Người chưa tu lên bậc trên lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội Dukata tác ác. Người chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội Dukata tác ác. Người chưa tu lên bậc trên nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội Dukata tác ác năm trăm ba mươi vị đuổi đi nói rằng cả hai đi chung sẽ không có vật thực sau khi nhìn thấy vật có giá trị cao nghĩ rằng vị ấy sẽ sanh khởi tâm tham rồi đuổi đi sau khi nhìn thấy người nữ nghĩ rằng vị ấy sẽ sanh khởi sự không phấn chấn rồi đuổi đi vị đuổi đi nói rằng hãy mang về cháu hoặc bữa ăn hoặc vật thực cứng hoặc vật thực mềm cho vị bị bệnh hoặc vị ở lại, hoặc vị canh giữ tu viện không có ý định hành xử sai nguyên tắc, vị đuổi đi khi có việc cần phải làm, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhì